hôn hít con nào mà mồm đỏ che đỏ chuét thế kia. Được miếng nào vào mồm đâu. Thế làm sao? Đang bực mình đây. Nói em nghe xem nào. Đang đi lững thững ngoài đường, gặp hai cô bé dễ thương bán cỏ. Vừa đi họ vừa nói chuyện nhỏ chuyện to, mắt không để ý đâm vào bò nhà thằng Nhô. Anh liền lao đến truy hô, bế vào bệnh viện xê cô đầu làng. Kể tiếp đi, đáng hấp dẫn. Lúc sau thằng bổ nó sang, không lời cảm tạ đã phang anh rồi. Phải ngồi giải thích một hồi, nó mới bớt giận cho tôi về nhà. Sao anh không ném cho nó quả cà? Cái loại mắt dệ thật là vô ơn. Để em gọi cho thằng Sơn lên đấy nói chuyện xem thiệt hơn thế nào. Thôi thôi đừng có xen vào, không lại to chuyện thì sao hả mình? Từ nay đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Bỏ thì thương vương thì tội, không giúp thì anh nấy lương tâm, mà giúp thì mình lại mang vạ. Người ta tránh ra vì sợ liên lụy, mình lại nhảy bổ và làm gì cho nó thiệt thân. Đây người ta gọi là làm ơn mắc oán đấy mình ạ. À. Thế thế ai nỡ bỏ đi, cứ tốt với người rồi đời sẽ tốt với mình.